Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 2.343 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng trong xuống tăng, đứng ở mức 104,75 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở mức 68.248 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,566% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 77,96 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã công bố thời gian, địa điểm cũng như cách thức bán vàng miếng SJC cho người dân. Theo đó, trước mắt là bán ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngân hàng đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3 tháng 6. Trước mắt, chúng tôi sẽ thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và theo dõi diễn biến thị trường để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường, theo ông Vượng nói. Agribank sẽ triển khai bán vàng cho các cá nhân có nhu cầu. Về cơ bản, các thủ tục sẽ rất thuận tiện, đơn giản. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền. Ông Vượng cho biết thêm, ngân hàng đảm bảo cung ứng nhu cầu hợp pháp của người dân. Về giá bán, ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận mà quan trọng nhất là thực hiện mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới so với hiện nay. Trong khi đó, theo ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết sẽ công bố danh sách các điểm bán vàng miếng trên website của ngân hàng. Ngân hàng thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng. Trước mắt là triển khai ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, theo ông Lâm nói. Ngân hàng Vietcombank cũng dự kiến vào lúc 13:30 ngày 3 tháng 6, ngân hàng sẽ triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân là người Việt Nam. Trước mắt sẽ bán vàng tại 6 điểm giao dịch tại địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tại Hà Nội, Vietcombank bán vàng miếng tại 3 điểm là trụ sở chi nhánh Vietcombank, sở giao dịch số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, trụ sở chi nhánh Vietcombank Hà Nội, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa và trụ sở chi nhánh Vietcombank Ba Đình, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vietcombank sẽ triển khai bán vàng miếng tại trụ sở chi nhánh Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh, số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, trụ sở chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 và trụ sở chi nhánh Vietcombank Thủ Đức, số 50A Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Về giá bán vàng, căn cứ vào giá mua vàng miếng từ ngân hàng nhà nước, Vietcombank sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC tại website và tại các địa điểm bán hàng. Khách hàng có thể đến trực tiếp các địa điểm bán vàng của Vietcombank để giao dịch, thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản và nhận vàng sau ngay. Hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử. Vietcombank nhấn mạnh sẽ chỉ thực hiện bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không mua từ khách hàng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC tiếp tục lao dốc rất mạnh, mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng đánh mất đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại thì tạm thời không có điều chỉnh về giá với các mặt hàng này. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục giảm rất mạnh tới 3.300.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.800.000 đồng trên một lượng bán ra. Đang niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 83 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 87 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại tiếp tục đẩy lên mức cao mới là 4 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thì cũng duy trì đà giảm mạnh, mua vào mức 83,05 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,95 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho cả hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giảm 1.700.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.550.000 đồng trên một lượng bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cùng một mức giá, mua vào mức 83,05 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,95 triệu đồng trên một lượng.
giảm 2.950.000 đồng trên một lượng mua vào, 2.450.000 đồng trên một lượng bán ra. Đà giảm mạnh cũng được duy trì ở các hệ thống kinh doanh còn lại. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, tạm thời thì không có thay đổi về giá so với cuối ngày hôm qua. Hiện tại với giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 74,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,10 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 74,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,20 triệu đồng trên lượng. Giá nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 74,63 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,03 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 25.224 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.474 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 4 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.775 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.855 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000, giảm mạnh 3.300.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.800.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 330.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 180.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đẩy lên mức 4 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng sáng này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000, giảm 330.000 ở chiều mua, 180.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.305.000, bán ra 8.595.000, giảm 170.000 ở chiều mua vào, 155.000 ở chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 8.305.000, bán ra 8.595.000, giảm 295.000 ở chiều mua, 245.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8.300.000, bán ra 8.590.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.300.000, bán ra 8.590.000, giảm 180.000 ở chiều mua, 160.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.320.000, bán ra 8.600.000, giảm 310.000 ở chiều mua vào, 230.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000, giảm 300.000 ở chiều mua, 150.000 ở chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 8.305.000, bán ra 8.595.000, giảm 170.000 ở chiều mua vào, 155.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000, giảm 330.000 ở chiều mua, 180.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm mạnh 3.300.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.800.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 330.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 180.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 4 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000. STC Huế mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.300.000, bán ra 8.700.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.450.000, bán ra 7.610.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.440.000, bán ra 7.530.000. Vàng 24K mua vào 7.255.4000, bán ra 7.455.4000. Vàng 18K mua vào 5.413.1000, bán ra 5.663.1000. Vàng 14K mua vào 4.155.4000, bán ra 4.405.4000. Vàng 10K mua vào 2.905.3000, bán ra 3.155.3000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.